Đào rừng vùng cao từ nhiều năm nay đã nức tiếng với những ưu điểm như thế đẹp, hoa bền. Nhưng cũng chính sự yêu thích có phần hơi thái quá của nhiều người vào mỗi dịp Tết đến xuân về đã khiến cho đào rừng vùng cao ngày càng trở nên khan hiếm. Đào ít thế đẹp, gốc rêu phong không còn vì năm nào cũng bị tận diệt, ghi nhận tại Sapa của tỉnh Lào Cai. Chợ đào rừng Sapa nổi tiếng từ nhiều năm nay. Đào vẫn bạt ngàn, được bày bán ở ven đường. Thế nhưng, người mua thì lại chẳng mấy. Là người hiểu biết về chơi đào, nếu như mọi năm thời điểm này anh Tuấn luôn phải tất bật với khách, thì năm nay công việc ấy lại trở nên nhàn hơn rất nhiều. Lượng đào năm nay thật sự là nó hiếm hơn tất cả mọi năm. Đào đẹp thật sự nó cũng không còn nữa. Năm nào cũng chặt, mà năm nào mà khách cũng du lịch mà đến cũng đòi hỏi đến mua đào già, đào rong rêu này, thì thật sự là nó không có được theo những cái ý mà khách mong muốn. Thì năm nay đào, cái lượng đào của nó giảm đi rất nhiều như mọi so mọi năm. Cũng như vừa rồi mà cái chính cái vụ tuyết ấy là thật sự là nó chết khô héo cũng khá nhiều. Thế trên năm nay là nó chỉ còn những cây mà nó chồi non lên thôi, không có đào già. Không chỉ có anh Tuấn mà nhiều chủ buôn đào tại đây năm nay cũng cùng chung cảnh này. Đào nhiều nhưng không đẹp, khách xem rồi lại bỏ đi. Hoa đào, hoa mận là năm nay cũng là mất mùa. Khi mà có rét thì nó không đâm chồi nảy lộc, cho nên là các anh thấy bao nhiêu dân đi bán cành đào ở chợ mới bây giờ, các anh ra xem coi như là nhìn nhiều cành là chỉ có cành không thôi. Với đào rừng thì sự khỏe khoắn, nét cổ kính rêu phong là một yếu tố không thể thiếu. Gốc càng to, thân càng xù xì, lâu năm thì lại càng được giá. Và năm nay, những gốc đào như vậy không còn để khai thác. Đào thì nó không còn đào đẹp nhiều, thế cho nên là người ta muốn tìm đào đẹp thì người ta lên đây không có nữa. Sức mua nó sẽ giảm đi. Còn cái đào mà bình thường thì vẫn còn, nhưng mà đào non thôi, còn không còn đào đẹp nữa. Đào rừng đang ngày càng khan hiếm, giá cả cũng vì thế mà leo thang, khách sành chơi hoa lại thưa dần vì không có đào như ý. Và nếu như chúng ta tiếp tục tận thu, chặt hạ bừa bãi, thì chỉ vài ba năm nữa sẽ càng thiếu vắng những cành đào mang vẻ đẹp rất riêng ở miền Sơn Cước.